Rồi hai phố xin chào mọi người đang xem nha. Bữa nay tại cái video mà mình chưa có làm về cái chiếc Suiwa, sẵn bữa nay mình có nhận chiếc Suiwa làm nồi, sẵn mình gã nồi, mình làm một cái đoạn clip để gửi đến mọi người xem giải trí nha. Mọi người ai đam mê về xe, muốn tìm hiểu về xe về máy thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Trước tiên thì ủng hộ phố, rồi sau thì xem những cái video của phố để tìm hiểu và xem vui, xem tham khảo nha. Thì đây là cái máy F62 mình mới làm xong, của ông anh ở Sài Gòn gửi về, chuẩn bị gáp. Thì mình quay mình để đây, rồi anh em bạn bè bà con đăng ký kênh theo dõi mình, rồi từ từ mình sẽ gáp tới mình sẽ quay. Đây là 62 dinh viên làm để dành chạy xăng, chạy xăng 2k. Rồi mình để mình làm xong mấy chiếc xe ở ngoài xong rồi mình sẽ làm tới cục máy ẹt này. Còn đây là cái máy Seagood 57 mình làm xong rồi, chuẩn bị nổ máy. Cái máy này clip sau mình sẽ quay dàn đồ của nó rồi quay cái dàn hơi nổ máy luôn. Này 57 đi bình bông mai Uma Seagood, đi bình bông mai Uma nha mọi người, họng 28. Đây mình một lát nữa mình gã cái nồi chiếc Suiwa này đây. Còn đây là cái máy Novo. Cái máy Novo 62 dinh viên mình đang rửa ra và cũng chuẩn bị gáp luôn. Rồi mọi người có ai đam mê về xe thì muốn tìm hiểu về xe này kia thì đăng ký theo dõi mình nha. Mình sẽ làm, mình sẽ up lên cho mọi người xem giải trí, xem tham khảo nha. Đây mình đang rửa, đang tẩy ra, tại cái máy này nó quá dơ rồi. Này No 2. Còn đây là cái máy quay, mình cháy đầu lòng Nova Dash 2 thì. Mấy cái clip trước á mình có quay mình test thử rồi mình chạy ok này kia hết rồi. Rồi mình có quay mình đăng lên mình bán. Thì bữa nay có vị khách đã mua ở vị khách ở Đồng Nai. Đã mua đó đồng tiền rồi. Thì hiện giờ mình mua mình quắn lại sạch sẽ này kia hết. Rồi kỹ càng này hết, mình bỏ vô thùng ốp, mình gửi ngoài, mình gửi ra trạm xe Hồng Cường ở Sài Gòn. Rồi vị khách đó qua lấy. Rồi còn đây mấy cái con xe mà đang chờ làm. Xe này bị tai nạn. Rồi còn cái clip mà mình cái máy Suiwa này mình chưa có gã, sẵn bữa nay mình gã rồi mình làm nồi, rồi mình quay mình gửi đến mọi người xem vui nha. Rồi có anh em nào mà muốn tham khảo về nồi Suiwa thì xem cái clip này nha anh em. Rồi để mình gã ra mình quay từ chi tiết cho mọi người xem. Xe này tuy nó hơi bèo nhưng mà xe này kêu bằng xe cái nha mọi người. Xe này làm ra tiền. Xe này là xe chinh chiến, xe cái, xe làm ăn được. Bởi vì chạy đi làm nó hơi bèo. Rồi bữa nay cái nồi nó bị chạy nó lên ga nó đi. Cái nồi bố nó quá tột rồi. Bây giờ mình chủ xe nhờ mình làm bố lại. Địa chỉ của mình là ở quốc lộ 91, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang nha mọi người. Mình ở
tại chợ Cái Dầu. Bên mình thì chuyên về làm xe làm máy, có anh em bà con nào muốn tư vấn về xe về máy thì cứ gọi vô số điện thoại của mình nha. Số điện thoại của mình là 0986787509 nha mọi người. Máy xu thì thường nó ốc đầu vít nha mọi người, ốc đầu vít 6 ly chứ không phải, với nó giống như cái, nó khác với cái máy quay mấy cái máy Honda. Xu thì nó ốc là ốc đầu vít. Mình mở cái này xu thì mình phải dùng tới vít đóng nha mọi người, vít đóng mình đóng vô cho nó nhảy ra, chứ mình dặn mà mình đút cái T8 vô mà mình dặn á, có con nó nhẹ thì nó sẽ ra, còn nhiều con nó cứng nó sẽ không ra, nó sẽ hư đồ ốc của mình. Mình xài cái đầu vít đóng cho nó hay hơn. Mình đóng mình dặn ra nó sẽ nhóm ra. Khi mình đóng mà nó nhóm rồi mình lấy vít dặn cho mau rồi mọi người. Chào mọi người đang xem nha. Quay sát vô mình gã ra để cho mọi người dễ thấy nha. Để mình gần lại, để mình để gần lại mình quay kỹ lại cho mọi người dễ thấy. Nồi này thì cũng biết rồi thì cũng đơn giản thôi nha mọi người, nhưng mà có nhiều anh em nào biết rồi thì thấy cũng đơn giản mà không biết chưa va chạm thì cũng hơi khó nha mọi người. Cái này mình quay để gửi đến mọi người xem vui xem giải trí nha, còn anh em nào mà bậc thầy đàn anh nào biết rồi thì thôi bỏ qua giùm em nha. Tại vì mình thì chuyên về bên làm máy, có cái máy xù này mình chưa có làm clip, sẵn bữa nay mình làm một cái clip luôn để gửi đến mọi người xem. Ở đây nó có một cái phe, nó có đông đền, nó có phe để mình đóng mấy cái phe này ra. Bên mình thì chuyên về làm máy, máy gì mình cũng nhận làm hết trơn nha mọi người. Máy xăng, máy xe Honda nha. Máy xe thì mình nhận mình làm hết. Có bà con nào có cần tư vấn hay làm xe gì đó thì cứ điện thoại rồi gọi trực tiếp mình nha. Đây, không biết đồng nông đời này nó có 3 cửa để tấp để chịu con ốc lại. Con ốc này rất là bự, ốc nữa tới 30 nữa.
bắn bằng cái đầu điếu 30 đó, nó mới vừa chứ con ốc. Nó có hai cái gánh nha mọi người, hai cái gánh này là mình gấp mà ví dụ mà lệch là nó cũng hơi khó chịu nha mọi người, tại vì hai cái gánh này là hai cái gánh nhớt, nó vô ngay chân cái lỗ trên nè, nó có cái lỗ mà mình gấp dịch là nó nhớt nó sẽ bơm lên yếu. Thứ nhất cháy bố cháy dền của mình, thứ nhất là cháy bố, hai là cháy dền của mình. Này anh em bà con gấp có gấp thì lưu ý cái này nha. Cái nồi này là hết thép luôn rồi, quá mỏng luôn rồi. Ở đây nó có cái phè, để mình gỡ cái phè ra. Rồi để mình gã từ món ra luôn nha mọi người. Chuông này thì nó có 3 viên bi. Ở cái cạnh này thì nó có một cái lò xo nhỏ nha mọi người. Đây mình lấy ra từ cái cho mọi người dễ thấy nha. Nó có 3 viên bi. Còn đây thì nó có một cái lò xo để chịu cái chả lại. Còn bố nồi thì mình cảo này ra, mình lấy bố, mình thay bố lá. Cái nồi này ở đây nó có cái phe. Tại nãy giờ đi chế đồ, mình chế cái khâu này mình đè xuống, mình chiếc này xuống để cho nó đè mấy cái miếng phím mình xuống nè, nó đè miếng phím mình xuống nè, mình gỡ phe ra được. Nãy giờ kiếm đồ không có, mới đi chế, rồi để mình mở ra. Đó, mình xiết ốc xuống cho nó rút xuống rồi cái mình gỡ cái phe ra mới được. Cái nồi xu này nó hơi phức tạp nha mọi người. Đây, có một cái phe, một cái câu. Cái này á, là nó thay thế cái lò xo. Cái lâm đệm mo nó thay thế cái lò xo, nó chịu cái nồi lại, nó chịu bố lại. Nó dính liền nha mọi người, cái đáy này ở trong dính liền. Bố nó thì 5 miếng, bố 5 lá luôn. Rồi vậy là ok nha mọi người. Rồi như vậy là mình gã cái nồi, như vậy là ok nha mọi người.
thì bố thì mình đi dán bố lại, rồi bố lá thì mình thay. Thì nãy mình mở ra sao thì mình gấp y gan vậy. Rồi thôi, phố xin kết thúc clip đây nha mọi người. Mọi người xem kênh của phố, đừng quên cho phố một like và một đăng ký nha, để mình có cái động lực làm ra thêm nhiều video nữa để gửi đến mọi người xem nha. Rồi thôi, phố xin chào tất cả mọi người đang xem nha.